sẽ có chốt. Hello anh em, thì anh em biết mình đi đây làm gì không? Đã đứng đợi hết. Thì hôm nay thì mình sẽ có một clip nhỏ nhỏ về 8 tháng 3 cũng như là về vlog đi ở ngoài tàu ha. Mình không có xài mic nên nghe ồn lắm. Ok. Ok anh em, thì theo kinh nghiệm đi tour của mình á, thì mọi người có thể nhận biết rõ công an nhất là lúc nào, là lúc cái hướng ngược lại này, một là hướng bên này, hai là hướng ngược lại. Đó, cái hướng ngược lại là mọi người thấy nè, những người mà họ đi ra ngoài lên xe máy là chứng tỏ đằng trước nó sẽ không có công an nha, sẽ không có, mình đảm bảo các bạn luôn đó. Còn những người và mình nhìn lên bên này, lên bên này mà người ta chỉ đi một hàng một thôi từ đầu tới cuối luôn, thì bạn cũng nên đi một hàng, tại vì nó rất có khả năng là nó sẽ có công an. Nhưng mà lên bên này mà đa phần là xe máy á, họ đi cả lên trong lên ngoài luôn, và họ đi cả lên ngoài luôn, họ không sợ, thì mình cam được công an chứ, mình cam kết luôn là sẽ không có công an nè. Đó, hôm nay là 8 tháng 3 thì ở ngoài Vũng Tàu á, cái đợt này mình thấy là anh em nói là ở ngoài Vũng Tàu đang rất là căng. Mình không biết là căng cái vụ gì, có nghĩa là nhiều anh em chơi xe độ á, có nghĩa là độ bô này, độ mâm mà độ khá là bụng binh hết. Thì anh em ra đó thì bị bắt, tại vì á, cái việc mà anh em độ xe là đã sai rồi. Nope. Cho họ, cho dù là họ bắt hay họ không bắt thì anh em vẫn là người sai. Cái thứ hai là có một số anh em có nghĩa là chạy bạo lực á, xong ra đó tụ trước cột cờ rồi nẹt này nẹt kia, tụ tập đông các kiểu, mà xe thì bô nổ đùng, thì bảo sao họ không làm gắt, họ không bắt. Cái đợt xưa Vũng Tàu đâu gắt như bây giờ nha. Hồi xưa Vũng Tàu không hề gắt như bây giờ nha mọi người. Hồi xưa Vũng Tàu rất là dễ. Đợt này là do những anh em biến chất nè làm ra chứ đâu. Thực sự là cũng không ai muốn, thật sự là không có một kiểu, người ta cũng không muốn là phiền hà, kiểu ngày nào cũng phải đi ra canh trực xem ở đó có các anh em biker không, có các anh em đua xe không, hay là có các anh em làm ồn không. Người ta cũng mệt chứ bộ, chứ đâu phải là không đâu, đâu phải là ngồi không mà đi ra đó canh các bạn đâu. Do các bạn biến chất, các bạn chạy xe như thế nào thì người ta mới để ý thôi. Ok, thua thì chung vậy thôi. Nếu mà anh em chạy ngoài quốc lộ á mà gặp công an nha, họ chặn đầu anh em chạy được thì mình không nói, nhưng mà nếu mà anh em mà đi vào khu người ta bắt tại đó luôn, anh em chạy không được, thua thì chung. Tour mà anh em chạy xe đỡ đúng không, anh em ra đường anh em nằm rồi anh em chạy mà anh em theo kiểu như là chỗ vắng chạy nhanh mình không nói, mà chỗ đông cũng chạy nhanh, chạy mà không biết là bao nhiêu là cứ chạy là chạy thôi, xe có nhiều chạy nhiều khổ, rồi ra chết người ta được thể hiện tại coi. Nếu mà anh em xem clip của tụi mình nhiều, anh cũng biết tụi mình cũng có chạy nhanh nha, chứ không phải là không, nhưng mà tụi mình chạy có kiểm soát, không phải là lên là ga như đóng nhiều để chạy bấm giờ các kiểu, khổ lắm. Thôi, cái đó là cái mà mình tâm sự với anh em. Thì cho anh em mà Vũng Tàu á, đi ra đó thì cất xe đi, thua thì chung vậy thôi. Nè, công an trên này nè, đường này thì bắt đầu là sao, họ sẽ có công an, thì họ sẽ có chốt. Không biết trên này có không ta? Có đường đâu á, đường quá nhỏ, không sao hết. Ok. Ok anh em ha, thì đó vừa là một chốt. Bây giờ mình sẽ chạy hết cái cung đường này luôn để anh em xem có cái chốt nào ở dưới đó không ha. Thì để anh em đi, anh em biết đường mà anh em tránh, anh em phòng, tại vì cái đường này là nó bắn rất là nhiều.
cái này mình không nói dành cho những anh em đam mê tốc độ nha. Anh em mình chạy quốc lộ thì mình sẽ không nói, mình sẽ nói cho những bạn nhỏ mới 18 hoặc là dưới 18 luôn, trên 18 một xíu cũng được, hoặc là những bạn là chưa đi kiểu đi xa bao giờ. Mình không tự nhận là mình là biker, nhưng mà mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình là những anh em đi xa. Một là anh em chạy về đêm, anh em chạy về đêm thì nó cái khả năng mà bán tốc độ nó rất là ít, nó rất là ít nha mọi người, và cái khả năng gặp công an nó cũng ít hơn ha. Cái thứ hai là những bạn học sinh, những bạn nhỏ, những bạn chạy về ban ngày thì các bạn để ý là những cái đoạn đường này nè. Cái đoạn đường đầu tiên là các bạn chạy đường Vũng Tàu á, thì cái đoạn đường dễ bắn tốc độ nhất chính là đoạn đường vườn cao su và đoạn đường ở trong Phúc Vũng Tàu. Cái vườn cao su á, các bạn thấy đường đẹp này nè, mình khuyên các bạn là khi vào đây chỉ chạy khoảng 40, 45 không hơn nha, hơn là sẽ bị chụp đầu lên. Ok, thì bây giờ mình thử chạy hết cái đoạn đường này xem mình còn cái chốt nào nữa không. Tại vì hôm nay là ngày 8 tháng 3, mọi người chắc đi về Vũng Tàu cũng ít, tại vì hôm nay là thứ hai đầu tuần thì mọi người sẽ đi làm chứ không có rảnh để mà đi chơi. Ok, thường thường là ở trên này này sẽ có một cái chốt nữa, ở trên này nó sẽ có cái chốt bên này, có anh kia anh chỉ kìa, anh kia anh báo là ở trên có công an, ở trên có công an kìa. Ở đây là nếu mà bắn là bắn mấy anh, mấy cái anh mà đi có tốc độ là dễ chơi lắm. Xanh nhan nè, đoạn này mọi người phải xanh nhan nha. Rồi xe nhanh vào đó, hai đoạn ngứa tay là xong nha, không ngứa tay là đi đó. Cái đoạn đường này nó bắn một cái là đi đó. Ok, thì chắc là mọi người xem hết rồi đó. Thì chặng đường đi thì mình sẽ, hôm nay mình không thấy ha, nhưng mà mình sẽ cảnh báo là thường nằm ở ngay dưới khúc đó. Ở trên này thì mình cũng chưa thấy bao giờ hết, ở trên này thì mình cũng chưa thấy là có công an hay không, nhưng mà hình như là mình thấy là sẽ không có. Còn ở dưới á, ở dưới thì có, hầu như là có. Chia sẻ kinh nghiệm khi đi tour Vũng Tàu đối với những anh em nhỏ tuổi và những anh em chưa đi xa bao giờ ha. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở clip sau. Anh em nhớ nhấn like nè, subscribe, đăng ký kênh cho Toàn nha. Tại vì nó là miễn phí nên anh em coi như là anh em tặng mình một, anh em tặng bụi má em chết. Mình mãi nói chuyện đó mình không để ý, ôi mém chết luôn. Hú hồn cái còn nguyên. Ok, anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cũng như nhấn chuông thông báo nha, để có video mới nhất thì anh em theo dõi. Bye anh em.
Hết hồn rồi.